sổ ta quỳnh nhà nàng tâm nhĩ thức thọ xả tâm u bích khà sa ha ga tầng khà na quỳnh nhà nàng tâm tỷ thức thọ xả 16. U bích khà sa ha ga tầng triều hà quỳnh nhà nàng tâm thiệt thức thọ xả 17. Đúc khà sa ha ga tầng cà gia quỳnh nhà nàng tâm thân thức thọ khổ 18. U bích khà sa ha ga tầng sầm bát tích cha na chít tầng tâm tiếp thâu thọ xả 19. U bích khà sa ha ga tầng sằng tỳ ra na chít tầng tâm sát thọ xả. Dạ con xong, con xin xuống mic ạ. Dạ kính cảm ơn đã lắng nghe. Dạ con không thấy ai đọc lên, con không muốn bỏ mất thời gian. Ehe thukka citta ni 18 tâm vô nhân akusala vipa citta ni tâm quả bất thiện vô nhân 13. Upekkha sagatang chakkhu viññānaṃ tâm nhãn thức thọ xả 14. Upekkha sagatang sota viññānaṃ tâm nhĩ thức thọ xả Upekkha sagatang khà na viên nha năng tâm tỷ thức thọ xả 16. Upekkha sa ha ga tăng chiêu hà viên nha năng tâm thiệt thức thọ xả 17. Dukkha sa ha ga tăng ca gia viên nha năng tâm thân thức thọ khổ 18. Upekkha sa ha ga tăng sampatik cha na chiết tăng tâm tiếp thâu thọ xả 19. Upekkha sa ha ga tăng sang ti ra na chiết tăng tâm quan sát thọ xả xa thú xa thú. Mọi người kế. Yeah. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Kha. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Thanh Tâm, Sư Nguyên Thông, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Ahe Tuka Chitta Ni 18, Tâm Vô Nhân. Akusala Vipaka Chitta Ni, Tâm Quả Bất Thiện Vô Nhân. 13. Upekkha Sahagatang khu vinh nhà năng tâm nhãn thức thọ xả 14. Upekkha sahagatang so ta vinh nhà năng tâm nhĩ thức thọ xả 15. Upekkha sahagatang khà na vinh nhà năng tâm tỷ thức thọ xả 16. Upekkha sahagatang chiều hà vinh nhà năng tâm thiệt thức thọ xả 17. Dukkha sahagatang kha ya vinh nhà năng tâm thân thức thọ khổ 18. Upekkha sahagatang sambaticca nacci tang tâm tiếp thâu thọ xả 19. Upekkha sahagatang santi ranacci tang tâm quan sát thọ xả. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Sang Khê. Dạ mọi người có nghe âm thanh của con mà. Dạ cảm ơn. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khê. Con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, con kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Kim Nhung đã đăng bài. Dạ con xin trả bài. Ahe Tuka Chitta Ni 18 tâm vô nhân. Akusala vipaka citta ni tâm quả bất thiện vô nhân. 13. Upekkha sahagatang chakkhu viññānaṃ tâm nhãn thức thọ xả. 14. Upekkha sahagatang sota viññānaṃ tâm nhĩ thức thọ xả. 15. Upekkha sahagatang gana viññānaṃ tâm tỷ thức thọ xả. 16. Upekkha sahagatang triều hà huynh nhà năng tâm thiệt thức thọ xả. 17. Dukkha sahagatang ka nhạc ka gia huynh nhà năng tâm nhãn thức thọ khổ.
18. Ubekha sahagatang sambatichana chittang tâm tiếp thâu thọ xã. 19. Ubekha sahagatang santira na chittang tâm quan sát thọ xã. Dạ, con xin trao mic cho vị kế tiếp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính chào chư tôn đức tăng, quý bà cô tu nữ cùng thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Ahetuka cittani 18 tâm vô nhân. Akusala vibhaka cittani tâm quả bất thiện vô nhân. 13. Upekha sahagatang chakhu vinyanang tâm nhận thức tà xã. 14. Upekha sahagatang so tác nguyên nhà nặng tâm giới thức thọ xã. 15. Upekha sahagatang khả nắp nguyên nhà nặng tâm tỷ thức thọ xã. Số 16. Upekha sahagatang chiều hà nguyên nhà nặng tâm thiệt thức thọ xã. Số 17. Dukkha sahagatang khả giá nguyên nhà nặng tâm thân thức thọ khổ. Số 18. Upekha sahagatang sambatichya na chitang tâm tiếp thâu thọ xã. Số 19. Upekha sahagatang santi danachitang tâm quan sát thọ xã. Dạ con xin hết. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ, con kính chào quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc bài ạ. Á hề tu cá chít tá ní tâm vô nhân. Á cú xá lá quýt phá khá chít tá ní tâm quả bất thiện vô nhân. 13. Upekha sahagatang cha khu quýt quỳnh nhà năng tâm nhãn thức thọ xã. 14. Upekha sahagatang sô tá quỳnh nhà năng tâm nhĩ thức thọ xã. 15. Upekha sahagatang khành nhà quỳnh nhà năng tâm tỷ thức thọ xã. 16. Upekha sahagatang chiều hà huỳnh nhà nằng tâm thiệt thức thọ xã. 17. Đú khá xá há gá tăng khà giá huỳnh nhà nằng tâm thân thức thọ khổ. 18. Ú bét khà xá há gá tăng sầm bá tích chá nã chích tăng tâm tiếp thâu thọ xã. 19. Upekha sahagatang san tí rá ná chít tăng tâm quan sát thọ xã. Dạ, sau đây con kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, Nguyên Như xin rất là hoan hỷ khi mà thấy các bạn mỗi ngày đọc Pali mỗi trôi chảy quá giỏi luôn. Nguyên Như thấy anh Giang, anh Thính Pháp đọc thiệt là rất là hoan hỷ và xa thú. Những ngôi sao sáng trong bầu trời Pali đó quý vị. À, thấy Quanh Phan với lại Hà là tiến bộ vượt bậc luôn, không tưởng tượng được ha, trong mới có vài tháng thôi. Dạ bạch sư, sư có nghe được âm thanh của Nguyên Như không bạch sư? Vậy thôi con xin kính thỉnh sư sư Nguyên Thông đọc lại một lần nữa trước khi mình vô ô bài ha sa bạch sư. Dạ con nghe, tụi con nghe sư đọc, tụi con rất là hoan hỷ ạ.
Dạ, Nguyên Thông xin đọc nữa. Con nói vậy cho sư già cả rồi, con quên tới quên lui. Con mắt nhấp nháy, đôi khi nước mắt nó chảy ra ràn rụa. Không phải là thương ai, khóc ai, nhưng mà tại vì già rồi, nước mắt nó muốn chảy lúc nào chảy. Ok, sư đọc, bắt đầu đọc. Hay tu ca chít ta ni 18, 18 tâm vô nhân. Akusara vipa ca chít ta ni tâm quả bất thiện vô nhân. 13, upekha sa ca tăng chắc thú viên nhà năng tâm nhãn thức thọ xả. 14, upekha sa ca tăng sô tá viên nhà năng tâm nhĩ thức thọ xả. 15, upekha sa ca tăng kha na viên nhà năng tâm tỷ thức thọ xả. 16, upekha sa ca tăng chiêu pha viên nhà năng tâm thiện thức thọ xả. 17, dukkha sa ca tăng kha gia viên nhà năng tâm thân thức thọ khổ. 18, upekha sa ca tăng sampatik cha ná chiết tăng tâm tiếp thâu thọ xả. 19, upekha sa tăng sang ti ra ná chiết tăng tâm quan sát thọ xả. Xà thú, xà thú. Dạ, bây giờ xin trao mai lại cho giáo sư Nguyên Như. Sư thấy con ôn bài đó quá hay đó con. Có tư cách của một giáo sư Pali lỗi lạc đó con. Sư rất là xa thú, xa thú. Xin tâm ai lại cho Nguyên Như. Dạ, chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Xa thú, xa thú, xa thú. Dạ, con xin kính tri ân sư Nguyên Thông đã nhắc nhở chúng con. Dạ, không dám nhận lời khen của sư. Tụi con chỉ ôn bài với nhau thôi, bạch sư. Con thấy trong cái nhóm của mình cái ai cũng giỏi hết, có một mình con là xăm mình nhất, dám đi lên dám đi lên ôn, lỡ có trật thì con lãnh học dịch lộn sư không sao. Bây giờ con thấy thời gian cũng là 9:31 rồi, con xin mọi người quan hỷ cùng ôn bài với chúng con ạ. Dạ thưa quý vị, hôm bữa đó anh Lý có một câu hỏi mà Nguyên Như không, lúc đó mình không có giờ để mà mình trả lời, thành ra hôm nay Nguyên Như xin ôm lại cái câu hỏi của anh Lý hôm bữa đó, là anh nói là tại sao mà mình đang học trong tâm vô nhân, có nghĩa là không có cái nhân tương ưng, mà cái khúc cuối á, thì Nguyên Như lại ôm về cái trong cái những cái nhân mà phát sanh để có cái nhãn thức, là tại sao có lúc thì nói là không có nhân gì hết, có lúc thì lại có 4 hay là 5 nhân, là tại sao vậy? Thì Nguyên Như xin dạy đi qua lại một cái phần ở chỗ đó cho rõ hơn nha quý vị. Hôm bữa mình chưa có đi sâu vào cái phần đó. Thì xin ôm lại là cái chỗ mà Ahi Tú Cá Chích Tăng á, là một cái sự biết cảnh không có cái bản chất xấu ác, bất thiện hay là tốt đẹp, tức là tịnh hảo. Tức là tâm vô nhân là nó không có liên quan một cái gì tới cái sự thiện hay sự bất thiện ở đây. Thì mình nói nhân á, thì gọi là hê tú, là chữ H, chữ E, chữ T, chữ U, là chữ Pali gọi là hê tú, là nhân. Mà nhân đó thì nó có tất cả là 2 loại nha quý vị. Một cái loại á, là nhân sanh, loại thứ nhì đó là nhân tương ưng. Cái loại nhân sanh á, tiếng Pali là Upbattahetu, Upbattahetu. Nhân sanh này là cái nguyên nhân mà nó làm phát sanh tất cả những pháp hữu vi. Có nghĩa là quý vị nhớ cái pháp hữu vi là gì không? Tức là tâm nè, tâm sở nè, sắc pháp nè. Rồi còn niết bàn á là pháp vô vi thì nó không có. Mà mình chỉ nói là các pháp hữu vi khi mà nó sanh lên á, nó đều có nguyên nhân làm cho phát sanh hết. Thì cái tâm, một cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó là pháp hữu vi, mà nó là tâm thì nó phải có nhân sanh lên. Còn cái chữ tâm vô nhân có nghĩa là Ahi Tú Cá Chích Tá này á, thì nó có nhân tương ưng, nó không phải là nhân sanh, nhưng mà nó chính là nhân tương ưng. Thì cái chữ Bali á là Sammiyuttahetu, Sammiyuttahetu tá hề tú, tức là cội rễ của các thiện pháp hay là bất thiện. Mà nhân tương ưng ở đây ý của mình nói á, là có 6 nhân hôm bữa mình ôm đó, là có nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham,
nhân vô sân và nhân vô si. Nhân tham có nghĩa là cái sự ham muốn, nhân sân tức là cái sự nóng giận, sự bất toại nguyện, nhân si là sự tối tăm u ám, nhân vô tham là cái sự xả ly và không có dính mắc về bất cứ cái gì. Nhân vô sân có nghĩa là sự mát mẻ hay là sự không có nóng giận, và nhân vô si chính là sự sáng suốt và không mê mờ. Cho nên khi mà mình nói tâm vô nhân ở đây á, tức là những cái tâm mà không có cái nhân tương ưng đồng sanh, hoặc là mình nói không có cái nhân tương ưng hòa hợp. Thật ra nhân tương ưng của chúng đã xảy ra một lúc nào đó trong cái thời quá khứ rồi, mà tự vì cái nghiệp của mình, hoặc là nghiệp tốt hoặc là nghiệp xấu, nó xảy ra một lúc nào đó trong kiếp quá khứ rồi nó để cái quả lại, thì cái quả này chính là cái tâm quả vô nhân mà mình thấy ở cái thời gian mà mình đang sống trong hiện tại đây. Thì quý vị ôm lại ha, tức là cái nhân sanh thì mình mỗi cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức á, mình đều học qua là nó đều có cái những cái nhân sanh, nhãn thức hay nhĩ thức đó, nó gọi là nhân sanh. Còn thứ hai là nhân tương ưng, tức là sammiyutta hê tú đây á, là mình đang nói cái nhân tương ưng là cái định nghĩa của cái tâm vô nhân. Thành ra hôm bữa đó là anh Lý có hỏi là tại sao mà có lúc đó thì Nguyễn Như nói là cái tâm này vô nhân mà, rồi một hồi á, thì Nguyễn Như lại nói là nó có bốn cái nhân sanh. Thì cái chỗ này mình làm rõ ra một chút xíu vậy quý vị ha. Quý vị có đồng ý hay là quý vị có theo kịp được Nguyễn Như nói, quý vị cho Nguyễn Như vài cái bông nha. Thú. Dạ, con cảm ơn cô Diệu Pháp, cảm ơn Kỳ Anh. Bây giờ Nguyễn Như xin đi tiếp cái phần thứ hai là tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Cái phần hôm bữa mà mình đi tới cái chỗ Nguyễn Như ngừng lại đó, là mình đi qua cái chỗ giác mạc nè, rồi đi chỗ mà cái con mắt đó quý vị, thì Nguyễn Như ngừng lại cái chỗ khi mà có tâm hộ kiếp sanh lên này kia đó, mình sẽ để dành cái phần đó lại để mình đi vào khi mà mình đi tới lộ trình tâm đó, mình nói rõ hơn thì mình khỏi có lộn tới lộn lui quý vị ha. Như sẽ nhảy skip qua cái phần đó. Bây giờ mình đi vào cái phần thứ nhì là tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tiếng Pali là Upekkha Sahagatang Akusala Vibha Kang So Ta Huynh Nhà Năng. Upekkha Sahagatang Akusala Vibha Kang So Ta Huynh Nhà Năng. Tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Ở đây cái chữ nhĩ đây là cũng là một cái Hán từ, là lỗ tai nè, là thần kinh nhĩ hoặc là tinh nhĩ. Rồi cái nhĩ thức là gì? Nhĩ thức là cái biết, nó nương qua cái lỗ tai. Còn cái chữ thọ xả thì mình cũng đã ôm rồi đó, là cảm giác xả. Nó không có vui, nó không có buồn, nó chỉ ngồi đó nó làm phận sự nghe mà thôi. Nó không có cảm giác gì trong đó, nó chỉ thọ xả thôi quý vị. Và cái chữ quả bất thiện là những kết quả thành tựu do nhân bất thiện trong quá khứ nó gây ra. Mà quý vị nhớ lại nha, cái quá khứ này không phải là đời trước kiếp trước gì đâu. Nó cũng có thể là phút trước, giờ trước, tiếng trước, ngày trước. Miễn là nó quá khứ thôi nha quý vị. Chứ mình nhiều khi mình không nhắc nhau, mình hay nhớ ồ quá khứ là cái gì mà xa xôi, là kiếp nào đâu á. Chứ không phải là kiếp này, cũng chưa chắc là vậy quý vị ha. Rồi cái chữ tâm vô nhân đây, Nguyên Như xin lặp lại một lần nữa, có nghĩa là không có cái nhân tương ưng với nó. Khi mà mình phải nghe những cái lời không hay, không đẹp, mình nghe người ta chửi nhau, nói xấu nhau, mình nghe những tiếng ồn, giống như mình có những cái vị mà mình ở cái nhà gần cái hãng tàu đó quý vị. Mỗi ngày người ta sửa tàu, người ta đóng tàu, nó ồn kinh khủng khiếp đó, là cũng là một cái nghiệp của mình đó. Thì đây là có những tiếng ồn rất là lớn, hoặc là những tiếng ồn của máy bay, giống như những cái vị mà ở cái nhà gần sân bay đó, cũng có chịu cái nạn là từ sáng trưa chiều tối nửa đêm, lúc nào mình ngủ mình cũng nghe những tiếng máy bay đó quý vị. Rồi những tiếng càm ràm, cằn cầu nhàu của những cái người ở trong gia đình của mình, ngày nào cũng phải nghe như vậy hết á. Thì để cho cái tâm nhĩ thức
những cái tiếng ồn đó đó, nó làm cho cái tâm nhĩ thức sanh lên. Rồi sao nữa? Để mà nhận những cái lời nói, những cái âm thanh chát chúa, ồn ào và xấu xa. Rồi thí dụ như những cái người nghèo khổ đó, họ sống ở những cái, rồi những người sống ở trong tù, những người nghèo khổ ở gần những cái bãi xe, bến xe, những cái chỗ thiệt là ồn ào, họ không có đủ tiền, họ không có đủ phước để mà họ tới ở những cái nơi giống như là thanh vắng, yên tĩnh, những cái nơi mà mình có thể thiền, có thể tu được đó quý vị. Nó cũng là một cái quả, cùng một cái tâm quả vô nhân. Rồi định nghĩa lại, cái tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân này là cái biết qua thần kinh nhĩ để mà bắt được lấy cái âm thanh. Mà cái âm thanh này là sao? Âm thanh bất thiện, âm thanh xấu và âm thanh về những cái chuyện đau khổ, những cái chuyện xấu, những cái chuyện buồn mà mình phải nhận chịu. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bốn cái nhân sanh nhãn thức. Dạ Nguyên Như xin sám hối. Bốn cái nhân sanh nhĩ thức. Cái thứ nhất là phải có thần kinh nhĩ, hoặc á, mình cũng gọi là ý nhĩ vật, hoặc là mình cũng gọi là nhĩ môn. Là ba cái từ này đồng nghĩa với nhau nha quý vị. Thần kinh nhĩ, hoặc là nhĩ vật, hoặc là nhĩ môn. Nó có hình dáng giống như cái lông của con trừu, nó nằm khoanh trong cái lỗ tai để mà cho cái tâm nhĩ thức nó nương vào. Thứ hai là phải có cảnh thinh, có nghĩa là phải có âm thanh phát ra. Cái âm thanh này nó chính là cái đối tượng của tai nghe của mình đó. Cái thứ ba là nó cần phải có một cái khoảng trống thì mới nghe được, tức là nó cần phải có một cái khoảng không gian mà âm thanh nhờ đó mới truyền qua cái khoảng không gian đó, nó mới tới lỗ tai của mình được. Cái đặc biệt mình phải nhắc nữa là khi mà mình nghe đó quý vị, mình không có cần ánh sáng, đúng không? Mình chỉ nhắm mắt thôi là mình nghe, mình trong bóng tối mình vẫn nghe được, chứ mình đâu có cần ánh sáng đâu. Ánh sáng đó thì con mắt nó cần, chứ cái lỗ tai nó không có cần. Cái thứ tư là phải có sự chú ý. Có những sách đó thì dùng là như lý tác ý, có nghĩa là Yoniso Manasikara đó quý vị. Phải có cái sự chú ý, phải có hướng tâm tới cái đối tượng thì mình mới nghe được. Khi mà mình hội đủ bốn cái nhân sanh này thì cái biết các thứ tiếng sẽ phát khởi. Tức là sao? Tức là cái tâm nhĩ thức lúc đó nó mới phát sanh. Rồi có một cái sự chú ý ở đây đó. Khi mà mình nói về nhãn thức và nhĩ thức á, khi mà biết cảnh thì khi mà nhãn thức, nhĩ thức nó cần biết cảnh á, nó không có cần phải có sự đụng chạm ở trong đó. Có nghĩa là khi mà con mắt á, nó nhìn thấy màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng đó quý vị, con mắt nó đâu có cần đụng tới cái màu, đúng không quý vị? Rồi khi mà mình nghe, thí dụ mình nghe một cái cô đó cổ hát, mình nghe một cái tiếng chim nó hót, mình đâu có cần mình đụng cái tiếng đó đâu, mình vẫn nghe được từ đằng xa. Cái đó là cái đặc biệt quý vị thấy chỗ đó ha. Rồi cái thứ cái phần thứ hai á, phần còn lại, tức là khi mà mình có tỷ thức, tức là mình ngửi mùi, thì mình phải đụng chạm vào cái mùi đó thì mình mới nghe được cái mùi đó. Thiệt thức thì cái lưỡi mình phải đụng vào cái thức ăn thì mình mới có thể nếm được cái vị. Và cái thân thức, chẳng hạn như mình phải sờ vào một cái vật nào đó thì mình mới biết nó mềm hoặc là nó cứng hay là nó xốp hay là nó lạnh hay là nó nóng. Thì khi mà ba cái phần sau á, tức là mắt nè, tai nè, mình không có cần đụng chạm, mình vẫn biết cảnh. Nhưng mà cái phần mũi, lưỡi và thân, quý vị để ý cái chỗ này ha, thì cái ba cái tỷ thức, thiệt thức, thân thức này á, mình phải đụng vào các sắc vật, tức là phải chạm vào, phải dội vào trực tiếp với cái thần kinh tỷ, thần kinh thiệt và thần kinh thân, thì những cái thức tỷ thức, thiệt thức và thân thức mới phát sanh được nha quý vị. Hai cái đầu mắt tai không có cần, nó qua không gian thôi, còn ba cái còn lại thì nó phải trực tiếp
nó phải đụng chạm vào thì mình mới có cái tỷ thức, thiệt thức và thân thức nó sanh lên. Quý vị nhớ chỗ đó ha. Rồi bây giờ tới bốn ý nghĩa của thần kinh nhĩ. Thứ nhất là đây là sự trong ngần của sắc tứ đại. Phận sự là đón chịu cảnh thinh, tức là phận sự của cái thần kinh nhĩ là nghe được âm thanh. Cái sự thành tựu là chỗ nương của nhĩ thức. Cái nhân cần thiết ở đây là phải có sắc tứ đại. Sắc tứ đại này sanh từ nghiệp tham ái cảnh thinh. Thì mình những cái sắc pháp này nè, có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thì từ tất cả đây là cũng từ nghiệp tham ái mà ra hết nha quý vị. Mình lần lượt đi tới cái tâm thứ ba ở đây là tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Ubekha sahagatang akusala quý bà cằn khà ná quỳnh nhà nằng. Ubekha sahagatang akusala quý bà cằn khà ná quỳnh nhà nằng. Tỷ thức ở đây chính là thú giác hay là thần kinh mũi. Tỷ thức này cũng là cái hán từ hán việt ha quý vị, là khứu giác, là thần kinh mũi, là cái biết nơi thần kinh tỷ để mà phải chịu ngửi lấy những cái mùi hương xấu. Tại sao tụi mình đang học cái tâm quả mình đang học cái tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện nha. Thành ra những cái bảy cái tâm đầu tiên của mình á, cái chỗ nào cũng là xấu, là bất tội nguyện hết nha quý vị. Nguyên Như xin lặp lại, ở đây là cái biết nương nơi thần kinh tỷ để phải chịu ngửi lấy mùi hương xấu hoặc là mùi tanh hôi do quả bất thiện trong quá khứ gây ra. Thí dụ như là người nghèo, những cái người nghèo ở bên Việt Nam, quý vị nhớ là họ sống ở nơi bãi rác nè, họ phải vô họ lụm từng cái bọc ni lông, từng cái bịch rác, rồi nhà cửa của những cái vị này cũng là hôi hám nè, cũng dơ bẩn, nó không có được sạch sẽ. Tại sao? Từ cái nghiệp bất thiện đó, từ kiếp quá khứ đó, thành ra họ phải sống ở những nơi giống như vậy, rất là tội nghiệp phải không quý vị? Rồi bốn nhân sanh tỷ thức, thì cái thứ nhất á, phải có thần kinh tỷ, có nghĩa là phải có khứu giác. Thì cái thần kinh tỷ này hoặc là cái khứu giác này nó có hình dáng giống như là móng chân của con dê, nó nằm trong cái lỗ mũi để cho cái tâm nhĩ thức nó nương. Thứ hai là bắt buộc phải có cảnh khí. Cảnh khí là sao? Là các mùi nè, các loại mùi thơm, mùi hôi, đủ thứ loại hết, là cái mà bị tỷ thức nó ngửi được. Mũi á, Nguyên Như xin nhắc thêm là mũi mình có thể ngửi được cả ngàn tỷ mùi luôn. Mình ngửi rất là nhiều mùi. Thành ra có những vị mà người ta dính mắc vào cái mùi hương đó quý vị. Họ có thể là collect ở nhà, họ cả mấy trăm cái chai dầu thơm. Họ không có màng về chuyện ăn uống, họ không có màng về chuyện sách bóp đẹp này kia, mang giày đẹp. Nhưng mà họ rất là bận tâm về cái mùi, họ mê cái mùi dầu thơm dữ lắm. Có người á, thì có bao nhiêu trăm cái chai dầu thơm, có người á, thì họ không có thích dầu thơm nhiều, tự họ nói nó nặng, nhưng mà họ thích lotion lắm quý vị, nó nhẹ hơn. Mà trong nhà là hiệu gì cũng có, lotion gì cũng có, màu gì cũng có, mùi gì cũng có, là họ rất là thích là nghiên cứu về cái mùi, những cái mùi đó đó quý vị, lạ quá ha. Chứ có nhiều người thì chẳng bận tâm, chẳng có thích mùi dầu thơm nào hết trơn. Có nhiều người thì như thấy họ dính mắc trong cái mùi nhiều lắm. Rồi cái thứ ba là phải có chất gió. Tức là khi mà có chất gió đó, thì cái sự di động của gió đó, nó mới đưa cái mùi vào cái lỗ mũi của mình được quý vị. Với lại mình phải đứng đúng ngay cái hướng gió thì mình mới ngửi được cái mùi đó. Chứ mình đứng gần mà nó ngược hướng gió, mình cũng không có nghe được gì hết. Từ nó gió nó thổi đi qua chỗ khác rồi. Thành ra cái chất gió nó rất là quan trọng trong cái sự mà tỷ thức nó xuất hiện. Rồi cái thứ tư đương nhiên là sẽ có như lý tác ý, yoniso manasikara, phải có cái sự chú ý đến cái mùi.
khi mà mình không có chú ý thì mình không có không không có biết được cái mùi đó có hay là không có đâu quý vị. Rồi cái bốn cái ý nghĩa của thần kinh tủy. Thứ nhất, trạng thái đó là phải có sự trong ngần của sắc tứ đại để mà thâu bắt cái cảnh mùi. Cái thứ hai, cái phận sự là thâu gom cảnh mùi để mà đưa vô cho tâm tỷ thức biết được. Thứ ba là làm chỗ nương cho cái tâm tỷ thức. Và thứ tư, nhân cần thiết đây là phải có sắc tứ đại sanh từ cái nghiệp tham ái cảnh mùi mà ra. Rồi mình sẽ lần lượt đi qua cái tâm thứ tư, chính là tâm thiệt thức, thọ xả, quả bất thiện vô nhân. Ubekha Sahagatang Akusala Quý Bà Cằn Chiêu Hà Huỳnh Nhà Năng. Ubekha Sahagatang Akusala Quý Bà Cằn Chiêu Hà Huỳnh Nhà Năng. Chữ thiệt ở đây cũng là một cái từ Hán Việt, đó chính là lưỡi nha quý vị. Thức là tâm, thiệt thức là cái tâm mà nó nhận thức qua cái lưỡi, qua cảnh thiệt, cái biết cảnh xấu, cảnh không có được ngon lành, nương nơi cái thần kinh thiệt để mà biết được cảnh vị ở trong cái lưỡi của mình nha quý vị. Bốn nhân sanh thiệt thức là sao? Cái thứ nhất nè, là nó có thần kinh thiệt, còn có thể gọi là thiệt vật hay là thiệt môn. Cái thần kinh thiệt này á, nó có hình dáng như là một cái đầu con nhím, nó nằm ngay ở cái lưỡi á, để mà mình thâu bắt được cái cảnh vị. Cái nhân sanh thứ hai của thiệt thức là nó bắt buộc phải có cảnh vị, tức là nó phải có vị mặn hay là ngọt hay là chua hay là cay, tức là có cái vật bị lưỡi nếm, đó chính là đối tượng của thiệt thức, thì phải có cái vị đó thì cái thiệt thức nó mới xuất hiện được. Cái thứ ba, nó phải có cái chất nước. Quý vị thấy hồi nãy đó, khi mà mình nói về cái cảnh mùi và tức là cái tỷ đó, thì mình nó phải có cảnh, nó phải có chất gió. Còn về cái lưỡi á, quý vị thấy không? Nó phải có chất nước. Cái chất nước là cái chất chảy tươm nè, cái chỗ nương của cảnh vị. Nó là cái điều kiện cần thiết để thiệt thức có thể nhận biết được cảnh vị. Thành ra khi mà quý vị nhớ, khi mà mình bệnh á, cái lưỡi của mình á, nó khô queo à, nó giống như là nó bị mệt, nó bị bệnh á, nó khô, nó không có mùi vị, nó không biết được cái gì hết á, nó khô quá, có khi là mình uống thuốc đó, nó làm cho cái lưỡi mình nó không còn mùi vị cảm giác. Tại sao? Tự vì cái chất nước chảy, những cái dịch vị trong miệng mình nó không có tươm ra được á, thì nó sẽ không bắt được cảnh. Thành ra hồi đó thì mình cứ không biết tại sao mà mình bệnh nó bị như vậy. Giờ quý vị hiểu rồi ha. Cái chỗ này cái chất nước nó không còn như hồi xưa quý vị. Thành ra nó không có bắt được thôi. Sáng thêm được ý nữa quý vị ha. Sa thú. Thì cái thứ tư về cái sự chú ý á, thì phải có sự chú ý, tức là phải có yoniso manasikara. Rồi về nguyên như xin đi qua một cái phần về bốn ý nghĩa của thần kinh thiệt. Thứ nhất là trạng thái. Trạng thái phải có chất trong ngần của sắc tứ đại để mà mình thâu bắt được cảnh vị. Cái thứ hai, phận sự, chính là thâu tóm cái cảnh vị. Thứ ba, sự thành tựu là chỗ nương trú cho thiệt thức. Là ý nghĩa của thần kinh thiệt đó là chỗ nương, sự thành tựu là chỗ nương trú cho thiệt thức. Và thứ tư, nhân cần thiết là phải có sắc tứ đại sanh lên. Sanh lên từ gì? Từ nghiệp tham ái cảnh vị trong quá khứ của mình. Đó, tức là mình phải tham ái, mình thích ăn, thích uống, thích nếm á, thì nó phải có cái đó thì nó mới sinh ra. Là cái nhân cần thiết để mà cho cái thần kinh thiệt nó được sinh lên. Thì lưỡi ở đây mình sẽ có hai loại. Khi mà nói về lưỡi thì thứ nhất là mình có thể nói về bản thể của lưỡi, có nghĩa là cái thần kinh thiệt. Thứ hai là cụ thể lưỡi, có nghĩa là mình nói về nguyên cái lưỡi của mình. Tức là khi quý vị nói, ồ, tôi có cái lưỡi thì mình có thể, mình biết nó có hai phần ha. Thứ nhất là cái thần kinh thiệt, và thứ hai là mình chỉ nói về cái sắc pháp, tức là nguyên cái lưỡi của mình thôi.
Rồi cái chỗ này á thì cũng có một cái phần hay nữa mà xin thầy kinh cũng có nhắc qua, xin chia sẻ với quý vị. Theo cái sơ đồ vị giác về cái cổ điển á, những cái sách cũ á, người ta có nói cái lưỡi mình đó quý vị, nó được chia làm bốn phần. Phần thứ nhất là nó trong cái cuốn lưỡi, nó gần cái cổ họng của mình nha quý vị. Cái chỗ đó đó thì nó nếm được cái vị đắng, giống như là những cái chất ký ninh nè, những cái thứ mà nó đắng ngắt gì đó, thì cái chỗ phần cuốn lưỡi đó là nó nếm được cái đó, là nó nhạy nhất. Cái phần thứ hai đó là hai cái bìa lưỡi, cái lưỡi của mình giống như cái lưỡi của mình nè quý vị, tưởng tượng ha, cái ở phía trong cùng gần cái cổ họng á là cái cuốn lưỡi, nó nếm được cái vị đắng. Ở phía hai bên á, ở phía trong gần cái cuốn họng của mình á, phía trong đó đó thì gọi là hai rìa lưỡi, ở phía cuốn lưỡi đó đó thì nó nếm được vị chua. Quý vị mà ăn canh chua khắc khẩu tổ đó quý vị, canh chua đó thì quý vị ở phía trong đó đó thì quý vị nếm được cái vị chua nhiều nhất. Rồi cái phần thứ ba là hai cái bìa lưỡi, hai cái rìa lưỡi mà ở phía gần ở phía ngoài này nè, thì quý vị nếm được được vị mặn. Vậy là quý vị ăn canh chua cá kho tộ là nó dùng hai cái rìa ha, ở phía trong cùng á là nó nếm được đồ chua, rồi mình phải ăn thêm cá kho tộ nó mặn, nó ở phía ngoài phải không quý vị, đã dùng hai cái rìa. Quý vị nói vậy cho dễ nhớ ha. À, học kinh ít nhớ chứ có canh chua cá kho tộ là quý vị nhớ liền phải không. Cái thứ ba là cái phần cuối cùng nè, là cái đầu lưỡi á. Thì đầu lưỡi thì theo cái sơ đồ vị giác cổ điển á, người ta nói cái đầu lưỡi đây họ nếm được cái, nó nếm được cái vị ngọt nhiều nhất. Thành ra có bốn vị, có bốn cái vị mà nó chính nhất trong cái về cái nếm của mình đây á, là vị đắng nó nằm ngay cuốn họng, ngay cuốn lưỡi. Cái vị ngọt nó nằm ngay đầu lưỡi. Cái vị chua nó nằm ở phía trong, hai bên cái rìa lưỡi phía trong ngay cuốn họng. Và cái vị mặn á, nó nằm hai bên ở ngay phía đầu lưỡi. Thì cái sơ đồ vị giác cổ điển người ta nói như vậy. Nhưng mà sau này á, khi mà những cái người ta nghiên cứu lại á, thì người ta đã phá cái thuyết đó. Người ta nói á, là trong thực tế á, thì mỗi một phần của cái lưỡi á, nó đều cảm thụ được tất cả những vị kể trên luôn. Tức là mỗi cái tế bào của lưỡi á, nó đều nếm được vị đắng, nó đều nếm được vị chua, nó đều nếm được vị mặn, và nó đều nếm được vị ngọt, chứ không phải nhất định là phải chia làm bốn cái phần, bốn cái phần cơ bản như là ở trong cái sơ đồ vị giác cổ điển nha quý vị. Rồi có một và cái vị cơ bản mà người ta nói đó không phải chỉ có đắng, chua, mặn và ngọt, mà có những cái vị nhiều hơn là bốn. Thì cái trong thực tế những cái sách giáo khoa sau này á, thì người ta đã phá cái sơ đồ vị giác cổ điển mà ta nghe nói là không phải như vậy đâu. Có những mỗi cái tế bào thì nó đều có thể hấp thụ, nó đều cảm nhận được nhiều hơn là bốn cái vị, và mỗi cái tế bào nó đều làm được một cái, được nhiều chức năng như vậy, chứ không có chia làm bốn ha. Rồi tiếp tục, người theo cái trong thực tế á, thì người ta nghiên cứu ra đó quý vị, người ta nói cay đó không phải là một cái vị. Tự mình hay ăn, mình nói ồ tôi thích cái vị cay lắm, tôi không có ớt thì tôi ăn không có ngon. Nhưng mà người ta nói cay này không phải là một cái vị thuộc về lưỡi, mà cay này á là một cái cảm giác. Nó cay đó, nó sọc lên cái lỗ mũi của mình, giống như là quý vị nhớ khi mà mình đi vô cái tiệm Nhật Bổn, mình ăn wasabi, mình ăn những cái sushi á quý vị, thì khi mà quý vị ăn cái wasabi đó, quý vị thấy để lên lưỡi như vậy, nhưng mà sao lỗ mũi mình nó lại cay đúng không? Mình để lên, mình ăn rõ ràng mình bỏ vô lưỡi, mà trời ơi nó sọc lên hết cái lỗ mũi mình, nó bự lên luôn á, nó không thở được luôn, nó nồng ở trển. Là tại sao vậy? Tự vì cái cảm giác cay nó sọc lên như vậy á, nó làm cho mình hắt hơi, rồi mình chảy nước mắt ra. Thế khi mà mình ăn ớt hoặc là mình ăn wasabi nó bị như vậy á, thì khi mà người ta nói cái khi mà cái cảm giác đó không phải là cái lưỡi nó nếm, mà cái đó là do mũi nó ngửi nhiều hơn. Thành ra khi á,
mà mình nói là mình nếm cái lưỡi mà mình biết cái cai của mũi thì người ta nói không phải, từ cái cai đó là người ta nói thuộc về tỷ thức chứ không phải thuộc về cái thiệt thức. Ok, thì cái đó là nói thôi, cái đó thì mình cãi tới cãi lui á nó khó lắm. Thì quý vị về á, quý vị cứ lấy một muỗng wasabi á, tối nay anh Thính Pháp với lại anh Giang á rủ nhau vô cái tiệm sushi Nhật thử cơ ha. Rồi cái hai người mỗi người ăn một muỗng wasabi, cái người này nhìn người kia, mình thử coi cái lỗ mũi nào nó bự hơn. Tức là cái lưỡi của anh Giang hay là cái lưỡi của anh Thính Pháp đó là nó nhạy hơn về cái wasabi thử rồi. Rồi cái tuần sau khi mình lên mình diễn tả về cái chỗ mà thực tính pháp của cái tỷ thức với cái thiệt thức này dưới lớp ha, ha quý vị ha. Rồi khi mà người ta nói qua cái vị giác á, thì người ta nói giác này á, nó cũng không phải là một cái vị. Bây giờ mình ăn cái gì mình thấy giác ha quý vị? Có ai có idea gì? Mua như ít có ăn cái gì mà thấy giác lắm ta? Cái gì ăn mà nó chắc nhắc vậy ta? Nguyên Như nhớ ở dưới quê thì người ta hay có ăn canh nấu trái giác đó quý vị. Quý vị nó chát dữ lắm luôn á. Mà có những cái nó cũng rất là chát. Cái chuối chát rồi, đúng rồi, sa thú cái chuối chát là dễ hiểu nhất đi. Khi mà người ta nói chuối chát á, thì người ta lại nói cái đó cũng không phải là cái vị nha quý vị. Cái đó chính là cái cảm giác khi mà cái chất chát ở trong cái trái chuối đó đó, nó làm cái săn cái niêm mạc của cái lưỡi á, rồi nó làm cái nước biến ở chỗ đó nó xe lại, rồi mình có cảm giác nó là chát, chứ cái lưỡi nó không giống như là nó giống như cái tế bào, cái da của mình nó bị săn lại á, thì mình mới cảm giác được cái chát đó. Nhưng mà người ta nói cái chát này không phải thuộc về cái vị của cái lưỡi, tức là cay cũng không phải là vị nè, chát nó cũng không phải là vị. Đó, hai cái đó thì hai cái đặc biệt như vậy. Thì có người đồng ý, có người không đồng ý. Ở đây chỉ là một ý kiến thôi nha quý vị. Rồi, một cái điều kiện đặc biệt nữa đó là khi mà quý vị ăn một cái gì đó, quý vị phải có cái chất hòa tan với nước thì lưỡi nó mới biết được nó là vị gì. Bây giờ quý vị thử ha. Mình về mình lau cái lưỡi mình cho sạch thiệt sạch đi. Quý vị để hộp muối lên coi, đố quý vị biết được. Không biết được đâu. Làm phải không? Phải không? Bây giờ quý vị để, nếu mà quý vị để một hộp ớt ha, quý vị cắt miếng ớt, quý vị để khô queo trên cái lưỡi đi. Đâu có thấy nó cay. Quý vị phải có ớt, mà quý vị phải xay ớt trong cái giấm hay trong cái gì quý vị để lên đó, thì nó lấy cay dữ lắm. Nhưng mà quý vị để một miếng ớt khô lên đi, hoặc là để miếng muối lên thì nó không biết luôn. Tức là sao? Tức là ở trong đây nè, cái phần hồi nãy Nguyên Như mới vừa ôm lại á, cái nhân sanh thiệt thức này phải có cái nước mũi mới biết được. Tức là mình ăn đồ khô á, là khi mà mình ăn cơm khô hay là mình ăn cái gì mà nó mình ăn mặn dễ sợ rồi mình bị lên tăng xong á quý vị, mình không biết được. Nếu mà mình muốn biết á ăn mặn hay không á, mình bỏ nước vô, cái lưỡi mình phải ướt ha quý vị ha. Mình nhớ cái chỗ đó thì mình có thể giảm bớt những cái liều lượng của cái đường, của cái muối nhiều thì mình đỡ bệnh nha quý vị. Rồi tiếp tục á, là người ta nói khi á, cái lưỡi của con người mình nè, mình nhạy cảm nhất là gì? Như là với vị đắng. Thứ nhất á, là chất ký ninh nó đắng, mình rất là nhạy. Thứ hai á, là thuốc độc. Mình nó cũng độc. Mà mấy cái thuốc đó là mình nhạy lắm, thành ra mình không có thử nha quý vị. Mình sợ lắm ha. Đó, cái đó là đắng, là mình nhạy nhất. Mà khi mà những cái vị mà giống như là vị chua đi thì phải nồng độ rất là cao, cái lưỡi nó mới nhận ra. Khi mà cái lưỡi người nào mà ăn chua mà không có biết gì hết trơn á, chẳng hạn như là anh Lý nè, anh Lý nhai nguyên một miếng chanh luôn mà không thấy chua nè, tức là cái lưỡi nó rất là không có sensitive á, thì bình thường là lưỡi mình không có sensitive, nhưng mà nếu mà ăn một cái muối chanh vô mà không có chua gì hết là thuộc lại là Superman rồi đó quý vị ha. Thì nồng độ rất là cao thì lưỡi mới nhận ra. Và cái lưỡi kém nhận biết nhất là với vị ngọt. Cả nhà có đồng ý với Nguyên Như cái chỗ này không? Người nào cũng rất là thích ăn ngọt, người nào cũng thích ăn chè,
người nào cũng thích ăn bánh, nhưng mà đụng tới, ô tôi ăn cái bánh này, tự cái bánh này không có ngọt, tôi ăn chè, tôi đâu có thích đường đâu, tự chè này không có ngọt. Dạ thưa em bỏ có nửa ký lô anh, hôm qua đó đáng lẽ là bỏ 1 ký, nhưng mà biết anh không thích ngọt, em bỏ có nửa ký thôi, à, thành ra nó bớt ngọt rồi đó. Mới vậy tưởng tượng mình ăn nửa cái đường mà mình nói mình không có thích ngọt, thấy dễ sợ không? Bây giờ á, mình nghiên cứu ở trong dự pháp nè, mình mới biết á, là cái lưỡi mình nó kém nhận biết bị ngọt nha quý vị. Ở đó mà không ngọt, nó ngọt lừ luôn á, chết luôn á. Thành ra mình hỏi làm sao mà mình không tròn. Đó, thì nó ngọt quá nha. À, chừng nào á, mà anh Giang Nhất Hạ đó bữa nào rảnh á, là sẽ lên để cho Nguyên Như với anh Lý biểu diễn là bỏ vô miệng á, là hai cha mỗi người một miếng chanh đứng nhai cho anh nha. Hôm bữa là Nguyên Như với anh Lý là biểu diễn ở trên chùa rồi bà con đứng là nó tươm đủ thứ hết. Là không có đứa nào sợ chua. Dạ rồi, bây giờ Nguyên Như sẽ qua phần thứ năm là thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân. Đúc khá sa há gá tăng a cú sa lá quý bà cằn cà giá huỳnh nhà nằng. Đúc khá sa há gá tăng a cú sa lá quý bà cằn cà giá huỳnh nhà nằng. Thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tức là cái thấy biết về cảnh xấu, cảnh khổ nương nơi cái thần kinh thân để mà thân thức nó sanh lên. Là cái thấy biết về cảnh xấu, cảnh khổ nương nơi cái thần kinh thân để mà thân thức nó sanh lên. Bốn nhân mà sanh thân thức. Thứ nhất là thần kinh thân, thì cái thần kinh thân này nó đặc biệt hết hơn tất cả những cái kia nó nằm một cái phần nào đó trong cơ thể. Còn thần kinh thân thì nó trải dài khắp toàn thân luôn, từ đầu cho tới chân, mà nó chỉ trừ những cái bộ phận rất là đặc biệt, chẳng hạn như tóc. Tóc mình không có thần kinh nha quý vị, bởi vậy mỗi cái tháng mình mới cắt tóc được chứ. Cái thứ hai, lông mình không có thần kinh. Thứ ba, móng tay, móng chân mình không có thần kinh. Thứ tư, răng mình không có thần kinh. Cái răng quý vị mà nhất á, là nó có một cái cọng dây thần kinh nhỏ từ cái thân, nó đi vô trong cái tủy răng thôi. Còn cái răng ở ngoài quý vị không có thần kinh nha quý vị. Rồi một cái phần thứ năm á, là da của mình nó không có thần kinh ở trỏng. Khi mà quý vị trầy cái da đó thì quý vị break cái da đó ra rồi, nó ở dưới da nó mới có thần kinh. Thành ra quý vị nhiều khi mình cứ nói trời ơi, nói da không có thần kinh gì, tôi làm trầy da nó đau thấy mồ. Khi mà cái da mình á, nó bây giờ quý vị thấy vậy nè, cái da mình giống như cái bọc ni lông á ha, cái bọc ni lông. Rồi á, khi mà quý vị giống như anh Nhất Hà nói da khô, khi da khô là sao? Có nghĩa là cái bọc ni lông nó bị rách, nó khô quá, nó cứng quá, nó sẽ bị rách. Thì khi nó rách á, ở dưới cái bọc ni lông đó, nó mới cái dây thần kinh nó đưa ra. Thành ra cái dây thần kinh mà quý vị chạm vô dưới nó mới đau. Chứ cái da của nó đó, nó không có đau. Thành ra bình thường, nhưng mà khi mà mình đụng vô, mình đụng qua cái lớp da, mình đụng mạnh vô, cái thần kinh nó nằm ở dưới da nha quý vị. Chứ nó không ngay trên da, cái lớp da nó cũng mỏng lắm. Thì những cái phần đó trong cơ thể mình nó không có dây thần kinh, tức là cái thân thức nó không ảnh hưởng vô. Thì những cái thần kinh thân này á, nó là cái chỗ nương của thân thức. Khi mà có cảnh xúc nè, có đất nè, có lửa nè, có gió. Ở đây không có nước nha quý vị. Nước là tâm nó nhận được, chứ nó không có từ cái thân thức. Có cảnh xúc là đất, lửa, gió, là đối tượng của thân, thì thân nó sẽ cảm nhận được gì? Nóng, lạnh, cứng, mềm và những cái sự di động của gió thì cái thân nó biết được. Rồi cái nhân thứ ba để mà sanh ra thân thức á, là phải có cái chất cứng để mà xúc chạm với mọi hình thức thô hay là tế. Tức là thân thức mình phải có cái đồ để mình đụng chạm thì nó mới có sanh ra thân thức được, có sự va chạm đó quý vị. Thứ năm, hồi nãy giờ mình nói y chang với nhau, là phải có sự chú ý, tức là phải có cái yoniso manasikara. Đây, cái sự chú ý này rất là quan trọng.
Rồi cái phần thứ tư, bốn ý nghĩa của cái thần kinh thân là gì? Thứ nhất trạng thái nè, phải có sự trong ngần của sắc tứ đại để mà thâu bắt cảnh xúc. Thứ hai phận sự, phận sự là thâu tóm cảnh xúc. Thứ ba sự thành tựu, sự thành tựu ở đây là chỗ nương trú cho thân thức. Và thứ tư nhân cần thiết là bắt buộc phải có cảnh xúc. Phải có cảnh xúc thì đó chính là nhân cần thiết. Đây là tứ ý nghĩa của thần kinh thân. Hôm nay cái bài này á, thì Nguyên Như sẽ ngừng lại chỗ này. Phần sau á, Nguyên Như sẽ đi tiếp cái tâm tiếp thâu, tâm quan sát, để mình bắt đầu mình đi sơ qua về cái lộ trình tâm ha quý vị. Bây giờ thì cũng là 10 giờ 10 rồi. Bây giờ sẽ tới cái phần quý vị có cái ý kiến hay là quý vị có cái thắc mắc. Cái tâm này á, có những sách á, thì họ đi vào rất là sâu, có những sách á, thì họ đi cạn dữ lắm. Có những sách là khi mà Nguyên Như đọc cái phần này á, thì Nguyên Như thấy khi mà mình cũng quen là mình nói nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, rồi mình đi qua, mình nói là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì thường thường nhãn là mình biết là mắt rồi nè, mà đến vô cái nhĩ á, với lại tỷ á, quý vị có công nhận là mình hay lộn lộn không? Bây giờ bắt đầu mình rờ nha, mắt, mắt xong rồi cái đến mắt đến tai, con mắt đến tai trước, tức là mình thấy rồi mình mới nghe, trăm nghe không bằng một thấy phải không? Thấy rồi mới nghe, xong rồi mới tới lỗ mũi, rồi tới cái miệng là con mắt, qua lỗ tai, qua lỗ mũi, qua cái miệng, thì con mắt gọi là nhãn, lỗ tai gọi là nhĩ, cái lỗ mũi gọi là tỷ, rồi cái miệng á mình gọi là thiệt, rồi mình mới gọi là thân. Nhiều khi Nguyên Như thấy mình biết là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, mắt tai mũi lưỡi thân, nhưng mà hỏi cái nào là cái nào á, thì mình cũng phải suy nghĩ, mình không có nhớ liền đâu quý vị. Khi mà mình đọc vô cái chỗ mà cái về cái tâm vô nhân này á, thì bây giờ tới phần ôn rồi, quý vị thấy chỗ nào bớt cứ thắc mắc cái gì về cái tâm này giơ tay lên hỏi liền ha. Cái lúc này là cái lúc mà tụi mình học với nhau, mà bây giờ mà mình không có cơ hội hỏi nữa thì Nguyên Như cũng không biết là lúc nào là có cơ hội nha quý vị. Bây giờ Nguyên Như xin mời một vị nào có câu hỏi gì trước khi anh Lý lên ôn bài, xin cứ mạnh dạn giơ tay, giơ một tay hai tay gì cũng được hết nha. Nguyên Như xin nhường mic lại, không biết anh Giang, anh Thính Pháp hôm nay có câu hỏi gì không đây. Chị Hồng Nhung, Kim Nhung có câu hỏi gì không? Quanh Va, Phan có câu hỏi gì không? Chị Hà có câu hỏi gì không? Chị Nguyên Trang có câu hỏi gì không? Giơ tay hỏi thoải mái nha. Nếu mà Nguyên Như trả lời không được, Nguyên Như xin nhường lại cho sư huynh Lý Sa Thú lần thai. Dạ, xin mời anh Tính Pháp ạ. Dạ, xin cho một tín hiệu ạ. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Dạ, Nam Mô Thầm Mạy Dạ, Nam Mô Sàng Khà Dạ. Con đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng với bà cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con có một cái thắc mắc và tương đối nó hơi lâu mà chưa có giải quyết được thắc mắc đó. Sẵn nhân cái bài học ngày hôm nay thì con xin đưa ra cái thắc mắc như thế này. Chẳng hạn ở trong ngũ sông thức đó thì nó là gồm có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân để biết cái cảnh xấu cảnh tốt. Chẳng hạn mình nói về cái mà tâm nhận thức biết cảnh xấu hay cảnh tốt đi, thì lúc đó lộ trình tâm đó, làm sao biết được cảnh xấu cảnh tốt ngay cái tại thời điểm đó, cũng có thể là do một cái lộ tâm khác sanh lên để phân biệt cái này xấu hay tốt. Còn nếu nhìn một cảnh thì làm sao mà cái tâm nó biết cảnh xấu cảnh tốt được, thì cái đó cứ thắc mắc hoài. Thì cũng mong Chư Tôn Đức Tăng hay là cái quý vị nào trong đạo tràng có thể giải nghi cái hoài nghi này. Dạ, dạ con xin xuống đất ạ. Dạ, mô Phật. Dạ.
Nam mô Bụt Đà ya, Nam mô Tham ma ya, Nam mô Sang kha ya. Dạ con và lý con xin kính lễ ba ngôi tam bảo, con xin kính lễ chư quý sư, con xin kính lễ toàn thể đạo tràng. Dạ thưa anh, cái việc mà cái những cái tâm vô nhân này nó không phải là nó do từ nhân tham sân si hoặc nhân tham nhân tham vô sân vô si nó tạo ra, nó làm nhân để nó đưa ra cái tâm đó, thì cái quả nó là tâm quả, tức là nó tâm nó đón nhận cái quả mà từ thiện hay bất thiện từ trong quá khứ. Thì cái thiện, cái quả thiện thì nó là một cái quả mà nó cho ra cái trạng thái mà chúng ta tội nguyện. Cái quả bất thiện thì nó cho ra có một trạng thái mà chúng ta bất tội nguyện, tức là không vừa ý, hài lòng với lại những cái cảnh mà từ những cái tâm này đón nhận, từ những cái cảnh bên ngoài, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh vị, cảnh xúc ở bên ngoài đưa vào. Và khi mà thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân nó đón nhận những cái cảnh này, nó cho chúng ta những cái trạng thái không vừa lòng, không tội nguyện, không duyệt ý, thì những cái cảnh đó đó được định nghĩa là những cái cảnh gọi là cảnh bất thiện. Nó làm cho chúng ta khó chịu, không có dự ý, không có vừa lòng. Còn ngược lại, những cái cảnh mà nó đi vào cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mà nó đưa vào những cái con thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, mà nó cho chúng ta những cái trạng thái thỏa thích, vừa lòng, dự ý, thì được xem đó là những cái trạng thái mà gọi là quả thiện, là vì nó làm cho chúng ta dự ý. Nhưng mà tiếp theo đó là lấy ví dụ như một cái cảnh thiện từ quá khứ, cái nhân từ cái một cái nhân thiện từ quá khứ nó cho ra một cái cảnh, và tiếp theo đó khi cái cảnh nó đến và chúng ta dự ý với cái trạng thái đó và chúng ta thỏa thích và chúng ta dính mắc vào trạng thái đó nữa, thì nó làm duyên cho một cái tâm tham khởi lên nữa đó. Thì cái lộ trình tiếp theo đó lại là gọi là cái lộ trình đó là hữu nhân, nó có cái nhân tham nó làm nhân. Thì cái đó không tính nữa, cái đó nó thuộc về nó không phải là từ cái những cái tâm vô nhân nữa. Phải để ý cái chỗ này là cái trạng thái, lấy ví dụ như chúng ta mua cà phê trong McDonald's, người ta đưa cái ly và chúng ta lùi vội và chúng ta kể uống ngay lập tức, mà nước cái lúc đó trong đó nó nóng quá, nó làm cái lưỡi nó bị phỏng. Thì cái trạng thái đó là thân thọ khổ quả bất thiện. Quả bất thiện ở đây từ cái trạng thái mà chúng ta vô ý hấp tấp chúng ta uống như vậy đó, thì nó là cái tâm quả nó thọ thân thọ khổ. Còn chúng ta mà uống cái đó vô và chúng ta đau quá, chúng ta nổi nóng lên, nổi cáu lên đó, thì cái trạng thái mà cái tâm tạo nhân mới có khi thích hay ghét, tạo nhân mới đâu có nhân mới, cái nhân nếu mà nó là có nhân, đó lộ trình mới thì nó có nhân sân, nhân si, nhân tham, hoặc là nhân vô tham, vô sân, vô si, chứ không gọi là nhân mới. Tại vì cái mà cái lộ trình mà nó thọ cái cảnh trước đó là không có nhân nha chị Hà, chứ không có nói về chữ nhân mới. Tạo nhân mới có khi thích hay ghét, đúng rồi, có khi thích hay ghét là vì cái cảnh mà mình dự ý thì mình thích, thì mình thích cái cảnh đó, từ cái cảnh của cái quả thiện đó thì bắt đầu thích nó vào, bắt đầu thì đó là dùng cái nhân mới là cái nhân tham. Còn ghét cái quả mà quả bất thiện, quả nó bất dự ý, từ cái quả bất thiện nó cái cảnh nó là nó cái cảnh nó cái cảnh nó không hay không tốt, như nguyên nhân nói hồi nãy đó, thì nó tạo ra một cái nhân mới, nó làm duyên cho cái tâm chúng ta dùng cái nhân mới là nhân sân. Dùng tâm sân thì cái đó là nhân mới. Nhưng mà ở đây trả lời cái câu hỏi nãy là cái trạng thái mà gọi là tâm vô nhân là vì những cái nhân này, những cái tâm này không phải là từ những cái nhân tham sân si hoặc vô tham vô sân vô si mà nó đưa ra. Nó là những cái tâm nó đón nhận những cái quả, mà quả nó có hai loại, quả thiện hay quả bất thiện. Ở đây là cái chỗ mà chúng ta đang cần trình bày để mà trả lời cái câu hỏi của
có anh Phật tử. Dạ, hy vọng là trả lời được câu hỏi của anh. Còn cái chỗ nào nó thắc mắc thì xin anh cứ việc đặt câu hỏi và đưa ra. Và ở trong đạo tràng Trần chúng ta có ai có kinh nghiệm hoặc là có những cái phương pháp giải thích nào nó sáng tỏ hơn thì cũng xin mời nhà. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ sa thú sa thú. Dạ huynh Lý, huynh Như có một câu hỏi vậy nè. Thí dụ như tự nhiên mình đang ngồi trong công viên mà mình đang ngồi vậy thì cái tâm mình đang thọ xả không có gì hết. Khi tự nhiên mình thấy thị nở xuất hiện thì cái tâm gì làm cho mình biết đó là thị nở mà sao bả xấu dữ vậy? Tự vì cái khi mà mình nhìn thấy một người xấu kinh dị như vậy xuất hiện ra đó thì cái đó chính là cái tâm vô nhân, tức là cái con mắt mình nhìn thấy một cái cảnh nó hết hồn, nó không có vừa lòng, nó không có vừa ý, không có khả hỷ. Thì nhưng mà Nguyên Như nghĩ là ý của anh Thính Pháp nói là tại sao lúc đó mình vừa nhìn thì mình thấy đó là cảnh bất tại nguyện liền vậy anh? Dạ Nguyên Như xin dâng mic lại cho anh Lý nha. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, khi mà cái cảnh nó đập vào mắt thì lúc đó là nó đang thọ xả, đó là tại vì cái cảnh sắc mà đó là ánh sáng nó đập vào mắt thôi. Còn cái hình thức của nó đưa vào mắt nó giống như phim, nó giống như chúng ta dùng máy chụp hình mà chúng ta chụp cái hình đó, có bao giờ cái máy nó nói rằng ờ cái hình này là hình đẹp hình xấu không? Không bao giờ. À, cũng giống vậy, cái con mắt nó đưa cái ánh sáng vào với cái một cái hình dạng, những cái hình thức rồi những cái màu sắc thì nó chỉ đưa vào thần kinh chưa vào trong thôi, cho nên đó là lý do tại sao tất cả những cái tâm quả này là tâm nó là tâm thọ xả, là vì nó không có quyết định nó là hay hay dở, là tốt là xấu, nhưng mà ở cái chỗ cái trạng thái mà gọi là quả thiện hay quả bất thiện, nó là vì từ cái nhân từ đời trước. Ở đây chúng ta nhớ lại trở về cái định nghĩa của bốn cái trạng thái, cái nhân quá khứ mà được tạo ra cho chúng ta có những cái nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn đồ này nọ đó, là do cái thâm tham từ đời trước mà chúng ta dính mắc vào những cái cảnh sát, cảnh kinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thì bây giờ đời này chúng ta mới có những cái con mắt, cái lỗ tai, cái lưỡi miệng để mà thọ những cái cảnh đó. Nó chụp hình, nó gửi vào, nó nghe âm thanh, nó gửi vào. Rồi thực ra thị nở, cái người mà thấy thị nở xấu thì cho rằng đó là cảnh bất thiện, chứ có những cái người mà đã từng tiếp xúc với thị nở cho thấy biết là thị nở xấu, nhưng mà đã từng tiếp xúc và biết là thị nở là một cái người tốt, những người có tâm hồn đẹp, thì khi mà nhìn thị nở thì không có cái ác cảm, thì chữa chắc người đó thấy thị nở là thấy cảnh xấu nha, cho nên nó đưa vào cảnh pháp rồi. Khi mà cái thọ xả nó đưa vào, nhưng mà bắt vào cái cảnh đó, bắt vào cái âm thanh đó, cũng là âm thanh. Tại sao một cái bản nhạc thì có gọi chúng ta xem cho đó là bản nhạc hay, và cũng có những cái bản nhạc mà chúng ta xem cho đó là dở, mà cũng bản đó có người khác nghe, người ta lại thưởng thức được, người ta cũng cho là hay. Cho nên cái dở cái hay cái chỗ này thiện hay bất thiện nó còn thuộc vào cái nghiệp quá khứ của mỗi người, cái kiến thức, cái khuynh hướng tâm lý và cái môi trường nữa, nó có nhiều điều kiện, nó có duyên, nó có nhiều cái trạng thái lắm, chứ không phải là cái cảnh đó là thiện, là quả thiện của một chúng sanh, là cũng là quả thiện của tất cả mọi chúng sanh hết, không phải, rất là tùy của mỗi chúng sanh. Nhưng mà cái trạng thái đưa ra cái trạng thái mà bất toại nguyện thì chúng ta mới được định nghĩa đó là quả bất thiện. Còn mà đưa ra cái quả mà cái cảnh đó mà làm cho chúng ta duyệt ý hài lòng thì đúng là gọi đó là quả thiện thôi. Nhưng mà ở đây nhớ là giới hạn là cái trạng thái nghe chỗ đó duyệt ý vừa lòng hoặc là bất toại nguyện thôi. Còn mà dính mắc vào trong cái trạng thái đó hoặc là sân hận với cái cảnh đó là nó đi qua lộ trình tâm thức khác rồi, chúng ta không bàn tới. Ở đây chúng ta đang vào trạng thái nói về cái trạng thái gọi là tâm quả vô nhân thôi, mà quả thiện hay bất thiện đâu, mà tùy theo cái khuynh hướng tâm lý và cái nghiệp quá khứ của mỗi người nữa. Nhớ cái chỗ đó. Dạ, xin trả lời cái câu hỏi thắc mắc của chị Nguyên Như là như vậy. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Ca, dạ. Cho con tiếp tục câu hỏi với anh Lý đó. Dạ thưa huynh, như thế này nè, có lẽ câu hỏi đặt ra nó chưa có rõ nghĩa lắm đó. Ý nói là bây giờ mình được mượn quay diêm ha, nếu hỏi anh là cái này dài hay ngắn.
thật sự nó dài hay ngắn, anh phải so sánh một cái gì đã anh từng nghe, thấy, từng nghe, từng biết quá khứ, để biết cái kia nó dài hay là ngắn. Thì cũng vậy, ngủ sông thức đó, thì làm sao tại thời điểm đó mình biết đến cái này nó là xấu hay là tốt. Tức là nó có một cái dựa trên một căn bản để nó so sánh anh. Đâu yếm hỏi như vậy thôi, chứ mình biết cái là xấu hay tốt mình biết hết. Mà vấn đề làm sao mà tại thời điểm đó nó biết này là cảnh này là xấu hay là cảnh này là tốt, cảnh này là thiện hay bất thiện. Dĩ nhiên là nó phải có một cái gì để so sánh nó trên một nền tảng căn bản nào đó. Thì câu hỏi cái đặt ra như vậy đó anh, chứ không phải là cái vấn đề nó hơi tế nhị chỗ đó. Dạ, thì mình chỉ chia sẻ nhau như thôi. Dạ, cảm ơn Quynh ạ. Dạ, xin nhận mic ạ. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, thì hồi nãy có trình bày đó, thực ra lấy ví dụ như hồi nãy đã trình bày là cái ví dụ như bản nhạc đó. Một bản nhạc đó đối với một, những người người ta thưởng thức được người ta thích, mà cũng có những người người ta không thưởng thức được người ta không thích, thì cái cảnh đó nó có thể là thì cái thích đó, nó gọi là cái cảnh đó, toại nguyện duyệt ý à, thì được định nghĩa đó là cảnh quả thiện. Làm sao biết em là thầy nói ôi trời ơi thôi rồi cái cảnh đó mà là mà nó cho nó đưa đưa nó tác động vào tâm và nó cho lên cái trạng thái gọi là khó chịu bực tức, nó không có dự ý, nó làm cho chúng ta không thích đó, thì nó được định nghĩa đó là quả bất thiện. Thì chính cái cảnh mà nó cho vào và nó và nó đưa cho cái trạng thái, lấy như hồi nãy nó đưa ví dụ đó là nước nó sôi mà mình kê mình uống liền mà mình không hay đó, rồi nó làm cho thân đau nhất, thì đương nhiên là cái trạng thái đau nhất đó là cái trạng thái nó khó chịu, chứ không ai mà thích thú trong cái chuyện mà bị thân mà bị phỏng, bị lạnh, hoặc là giống như là trời quá lạnh, trời quá nóng, hoặc là những cái trạng thái khó chịu. Những cái trạng thái nào cho cái những cái tâm thức nào nó cho cái trạng thái khó chịu, bất dược ý, bất hài lòng đó chứ, thì gọi là quả bất thiện. Và những cái quả thiện thì ngược lại là những cái trạng thái thích thú vừa lòng. Cho nên là cái standard là cái thước đo là ở cái chỗ đó. Còn mà nếu mà dùng cái đó thước đo, còn một đối với mỗi chúng sanh thì nó lại là khác nhau. Trở lại cái trường hợp giống như là cùng một bức tranh, nó thiên về cái hướng nóng. Nó có những màu đỏ, màu cam, màu vàng nhiều. Rồi có những người ta không thích điều đó, những người ta thích, những cái màu nó xanh, nó có hình ảnh nước nhiều hơn, màu trắng nhiều hơn chẳng hạn. Thì nó những người mà thiên về nóng thì người ta không thích những bức tranh lạnh. Những người thiên về lạnh thì không thích những bức tranh nóng. Thì khi mà đập vào con mắt ta mà nó làm cho chúng ta nhẹ nhàng nhìn vào bức tranh mà cái tâm trước thức cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, thấy duyệt ý. Dự ý tức là vừa lòng á, chỉ dự ý là chữ Hán thôi, chữ vừa lòng, thì cái đó đối với người đó thì cái đó là quả thiện. Còn đối với cái người nào mà nhìn cũng là một bức tranh đó, nhìn vào người ta không ưa, người ta thấy không thoải mái, người ta thấy không thích, làm cho người ta thấy khó chịu trong tâm, thì cái đó là quả bất thiện. Cho nên trên cái thước đo của thiện hay bất thiện nó còn tùy vào cái nghiệp cũ của nghiệp quá khứ của mỗi chúng sanh ở chỗ đó. Dạ, hy vọng cái đó trả lời được câu hỏi của anh nha. Sa thú. Dạ, Nguyên Như thấy bây giờ thời gian cũng là 10 giờ 28 phút rồi ha quý vị. Thôi mình có thể mình ngưng bài học ở đây, mình có thể tiếp vào tuần sau. Tuần sau Nguyên Như sẽ đi sơ qua vài cái tâm rồi cái mình sẽ đi vào lộ trình tâm. Thưa quý vị, dạ con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Sau đó xin mời chị Nguyên Trang có thể hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba buddha anupavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhamma anupavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sangha anupavena sada soti Phà văn tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp,
Do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ, sa thụ, lành thay. Chủ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Minh Thông đã từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con sau khi thính pháp ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasattha chavammattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu sasanang. Akasattha chavammattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu rat Take akasattha chavammattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo. Akasattha chavammattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu pandino. Akasattha chavammattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ, Minh Trang xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Nguyên Như đã chia sẻ phần chia sẻ với đạo tràng bài học ngày hôm nay và huynh Lý ạ. Dạ, con một lần nữa con kính tri ân quý sư và quý cô chú Phật tử đã đến với đạo tràng và tham gia buổi học nhóm ngày hôm nay, và con kính mời quý cô chú trở lại room vào ngày mai vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Tốn, trở lại giờ giảng của sư Pháp Tính. Và con kính mời đạo tràng, và con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin thầm tạm biệt đạo tràng ạ. Dạ, con xin xuống bất ạ. Chúc đạo tràng có một đêm